Sau khi phía Trung Quốc hạ cấp độ phòng chống dịch COVID-19, thì hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã sôi động trở lại. Việc mở cửa cho du khách thì cũng giúp cho hoạt động thông thương trở nên thuận lợi hơn. Tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ghi nhận đã không còn xảy ra tình trạng ùn tắc, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở cơ bản đã đi vào ổn định, không bị gián đoạn, đình trệ, tạo tâm lý yên tâm cho các doanh nghiệp. Năm 2023, dự báo các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa các doanh nghiệp, cư dân biên giới sẽ phát triển tăng trưởng trở lại, nhất là nhóm hàng thủy sản, nông sản. Bên phía Trung Quốc đã cắt giảm cái vấn đề test COVID hàng hóa và đã cắt bỏ cái lái xe trung chuyển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được xuất khẩu hàng hóa một cách thuận lợi, nhanh chóng và cắt giảm một số chi phí tối ưu. Doanh nghiệp đã được tổ liên ngành tạo điều kiện xuất khẩu hàng hóa một cách nhanh chóng. Công tác làm việc rất chín chu, nhanh chóng và hỗ trợ hết mình cho các doanh nghiệp ạ. Hiện tại, trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu Bắc Luân 2 và lối mở km 3+4 Hải Yên có khoảng gần 300 phương tiện với hàng nghìn tấn hàng hóa được thông quan. Trong 2 tháng đầu năm, tổng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn thành phố Móng Cái đạt trên 200.000 tấn, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2022. Thành phố đã chỉ đạo các cái phòng ban, đặc biệt là khối liên ngành trong khu vực cửa khẩu, rà soát các cái quy trình trong hoạt động làm thủ tục thông quan xuất khẩu để cắt giảm các cái chi phí phát sinh trong quá trình xuất khẩu và cũng cắt giảm các cái thời gian thông quan, thời gian lưu kho, lưu bãi để từ đó để giảm được chi phí cho các cái doanh nghiệp. Để hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ có sự bứt phá mạnh mẽ sau 3 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đang thúc đẩy để hai bên sớm đưa vào hoạt động các cửa khẩu song phương Hoành Mô Việt Nam, Động Trung Trung Quốc, đồng thời đẩy mạnh các dự án kho bãi trên địa bàn, các khu logistics tại khu kinh tế cửa khẩu.